Thì huấn luyện viên nào thì em cũng cố gắng tập luyện và phấn đấu hoàn thiện bản thân hơn. Em cũng theo giáo án của thầy chỉ bảo vậy. Tùng ở câu lạc bộ Thanh Hóa thì là thường xuyên là thực hiện những quả đá phạt vào chân trái. Vậy thì đấy có phải một cái lợi điểm mà thầy Bắc có phát huy và tạo điều kiện cho mình Tùng thực hiện những tình huống mà sở trường ngoại bạn Em thì cũng không rõ nữa, tại vì ở câu lạc bộ thì cũng tùy theo huấn luyện viên giao phó thì em thực hiện thôi, chứ em cũng không phải là ấy. đấy? Một cái sự khác biệt giữa thầy Mira và thầy Bắc đó là sơ đồ chiến thuật ba trung vệ. Vậy thì Minh Tùng đã, đang và sẽ phải thích nghi với một cái sơ đồ chiến thuật mới như thế nào? Vâng, thì trong những buổi tập thì thầy cũng nói và nhắc nhở thì em cũng sẽ cố gắng phấn đấu để tập luyện làm sao đúng giáo án ạ. Có sự khó khăn nào không? Khó khăn về chuyên môn, giải thích bằng thuật ngữ chuyên môn của bóng đá thì khó khăn đấy là gì? Dạ thì em cũng được thầy cũng chỉ bảo thì em cũng thấy bình thường. Ngày hôm qua thì mình chia đôi nhà đối kháng thì Minh Tùng bố trí là trung vệ lệch trái hay là ở giữa trong sơ đồ ba trung vệ? Dạ thì thường thường em đá lệch trái anh ạ. Ở trong đợt tập trung lần này thì có khá nhiều những kỵ binh, trong đó thì có cả Văn Quyết hay Tấn Trường ấy, thì bản thân bạn bạn đánh giá thế nào về sự trở lại của những kỵ binh như thế? Dạ vâng, thì em thấy các anh và cũng như bạn thì cũng đang phong độ tốt, thì cũng xứng đáng được vinh dự. Trong đằng sau một cái chiếc áo vàng này, nó là một cái thiết bị để đo cái chỉ số của các bạn. Vậy thì cái sự tổng kết của các thầy có chia sẻ với mọi người khi mà có được cái thông số sau mỗi buổi tập hay không? Dạ cái đấy thì chắc là cũng phải qua mấy ngày xong thì mới tổng kết đấy. Trong đợt tập trung này thì đội tuyển có hai trận đá U22, dù chỉ là giao hữu ấy, Dạ lấy vâng. quỹ để ủng hộ miền Trung. Nhưng mà Tùng có nghĩ là có một cái tiền đạo là bên phía U22 mà mình cảm thấy e ngại và mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn để có một trận đấu tốt cùng đội tuyển không? Dạ em nghĩ thì đá đối thủ nào thì em cũng phải cố gắng hết mình thôi chứ em chưa thấy ngại gì cả. Dạ vâng. Nhưng cho em trận đấu phải trận đấu dễ đội tuyển à? Dù sao mình cũng là đàn anh tầm trên. Không, tại vì dễ thì cũng không phải là dễ cả. Thì mỗi trận đấu đều có một cái quan điểm khác nhau thì em cũng cố gắng, em cũng chưa biết là dễ không dễ, cứ cố gắng hết mình ạ.